giảng tòa nhân sanh hạnh phúc làm thế nào để trở thành một người tốt chân thật đúng như pháp người giảng thầy giáo thái lệ hút số một tổ tiên xa xưa bốn ngàn năm trăm năm trước giáo dục con cháu của họ như thế nào số hai thực hiện giáo dục đức hạnh như thế nào số ba quy tắc nhân sanh đầu tiên đệ tử quy ngày hai mươi tháng mười một năm hai nghìn lẻ bốn thành phố hải khẩu trung tâm dở lòng quốc học hiếu liêm tập 26 Các vị bằng hữu, xin chào mọi người buổi chiều tốt lành. Chúng ta vừa đã nói đến trong xã hội hiện tại này, đầy rẫy những tư tưởng, quan niệm nghe ra tưởng đúng mà lại sai, cho nên bản thân chúng ta đối diện với những tư tưởng ngôn luận này thì phải có khả năng phán đoán, biết suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ ràng cũng đã nói đến Một câu người không vì mình trời tru đất diệt Câu nói này là sai rồi Bà hứa tiếc không hề gì bản thân Mà được rất nhiều đại chúng tôn trọng đối với bà Nhận được sự yêu mến của đại chúng đối với bà Cho nên bà là người vì mọi người Cho nên mọi người cũng vì bà vì vậy chúng ta hiểu được Lợi người nhất định là sẽ lợi bình Tổ người thì nhất định là Sẽ không lợi mình Giả lại tổ người thì nhất định là Sẽ tổ mình Chúng ta hãy xem một chút Trong xã hội hiện nay Rất nhiều người thích chiếm lấy Sự tiện nghi của người khác Kỳ thực chiếm tiện nghi của người khác Thì cũng không chiếm được bao nhiêu lâu Lừa gạt người ta được một lần Lừa được hai lần Nhưng không thể lừa được lần thứ ba Cho nên khi chúng ta Chiếm tiện nghi của người khác Khi tổn hại người khác Trên thực tế đó là liếm mật trên đầu dao Nghĩa là giống như trên lưỡi một con dao Có dính đầy mật ong Bạn vừa nhìn thấy Thì dội vàng muốn ăn cho hết chỗ mật đó Kết quả sau khi ăn mật như vậy Chân thật là nếm được vị ngọt của nó Nhưng mà lưỡi Thì cũng đã bị đứt rồi Chiếm tiện nghi của người khác Đến sau cùng đã quỷ hoại hết sự tin dùng Ở trong xã hội Đã tự đoạn mấy con đường lui của chính mình Cho nên người thế gian Tâm vô diễn lự Không nhìn xa, trong rộng Các dục khóa ý Chỉ thuận theo dục vọng của mình để mà đi tham cầu ngược lại là hại chính mình tôi ở hải khẩu trong một khoảng thời gian hải khẩu là khu vực khai thác kinh tế cá thể từ rất sớm nó nổi tiếng nhất là tham quan các làng nghề những người làm bên cạnh tham quan làng nghề vì để thu hút khách du lịch đến hải nam cho nên họ đã thu phí vô cùng rẻ lúc ban đầu thì rất nhiều người đã đến hải nam để tham quan kết quả là những người làm ngành tham quan này lại cảm thấy mọi người đều đã đến rồi chúng ta thật sự là có thể kiếm một món tiền lớn cho nên trong hành trình ba ngày đi tham quan thì cơ bản đã có đến hai ngày là đi trung tâm mua sắm Để làm gì? Để tiêu xài Mua một món 10 đồng Thì họ có thể kiếm được 5 đồng Thế là đưa khách du lịch đi theo phương hướng đó Dần dần khách du lịch Cảm thấy mình đi đến đây Là để đi du lịch Kết quả là lại đưa mình đi mua sắm Dù là lúc ban đầu Họ đã kiếm được một số tiền Nhưng mà sau 1 đến 2 năm Thì tất cả những cách nghĩ Cách nhìn của khách du lịch Đã truyền đi cả nước cuối cùng thì khách du lịch tham quan làng nghề của hải khẩu đã để lại ấn tượng rất xấu ở trong lòng mọi người cho nên họ đã nếm được một chút mật ngọt nhưng sau đó thì đã trả giá như thế nào đã trả giá là sự quay lưng của cả nước đối với ngành du lịch làng nghề là một sự không tín nhiệm cho nên sự ảnh hưởng này có thể phải mất rất nhiều năm mấy mươi năm thì mới có thể có được trở lại sự tin dùng của mọi người đối với chúng ta cho nên chỉ nếm được một chút mật ngọt nhưng lại phải trả cái giá quá lớn như vậy tổn người thì tuyệt đối sẽ không lợi mình giả lại việc tổn người còn hại chính mình rất thê thảm không chỉ là sẽ hại chính mình trung quốc có một câu trong kinh dịch là tích bất thị chi gia Tất hữu Dư ương Chúng ta có thể làm ra rất nhiều việc tổn người Không chỉ là đem tai ương cho chính mình Mà còn đem tai ương Cho con cháu gì sao Chúng ta có một quyển sách rất nổi tiếng gọi là Thái Căng Đạm Câu đầu tiên trong quyển sách này Làm tôi rất ấn tượng Mở sách ra Câu đầu tiên viết là Lọng quyền nhất thời thê lương dạng cổ Họ chỉ vì để có danh, để có quyền lực Tự đánh giá mình quá cao Dùng quyền lực để đi ước hiếp nhân dân Chỉ được trong nhất thời Nhưng ngược lại là thê lương muôn đời Bị con cháu đời đời sau Phê phán, khinh bỉ, cho nên việc này thật sự là nếm được một chút mật ngọt nhưng lại phải trả một cái giá đắt đến như gì họ không những bị người thế gian xem thường bị người ta phê phán mà còn con cháu họ cũng sẽ vì việc ác của họ mà không dám ngẩng cao đầu bạn có dám nói mình là con cháu hiền đức hay không có dám hay không gì bạn thật sự là con cháu hiền đức thì sẽ không dám nói Vì sao vậy? Vì sẽ xấu hổ mấy nghìn năm Mà vẫn còn phải trả giá Cho nên chúng ta là trưởng bối của người khác Thì không thể để quả lại cho con cháu Nhất định phải tạo phước cho đời sau Cho nên phải làm ra những việc lợi người Sau đó thì lợi cho con cháu của chính mình Gọi là thích thiện chi gia Tức hữu dư khánh Khi bạn có thái độ như vậy Vì sao con cháu của bạn nhất định sẽ làm cho bạn được dinh hiển Chúng ta hãy xem Rất nhiều người đọc sách Đều không phải vì mình Nhưng họ lại lưu danh Thiên cổ Con cháu của họ Cũng tiếp tục khí phách đó của họ Khiến cho gia đạo Không bị suy Cho nên những thánh triết này Đều là những người chân thật Thấu hiểu chân lý Là người có thể nhìn xa trong rộng Chúng ta hãy xem hành nghi Của Phạm Trọng Im đến nay cũng gần Một ngàn năm rồi Thế nhưng con cháu của ông Vẫn giữ được tinh thần của ông Trong gia phong của họ Vì vậy các vị bằng hữu Các vị muốn con cháu của mình Có thể giữ gìn gia phong bao nhiêu đời Con người quý ở lập chí Bạn có chí hướng lớn bao nhiêu Thì mới có thể làm được Sự việc lớn bấy nhiêu Cho nên chúng ta nhất định phải làm Cái khí phách tốt Làm ra được cái khí phách Lợi người, yêu thương người, kính trọng người Để làm tấm gương tốt Cho con cháu đời sau Kỳ thực Việc lợi ích cho người Tuyệt đối không phải là nói phải đợi 3 năm 5 năm Thậm chí là có người còn nói đợi đến đời sau Chúng ta mới có thể thật sự được kết quả tốt Nhận được quả báo tốt Thật sự là không cần phải đợi lâu đến như vậy Một người hãy niệm thiện tâm Thì người đó đã được lợi ích rồi tục ngữ có nói người gặp chuyện vui tinh thần phấn chấn giúp người chính là hỷ sự giúp người làm niềm vui cho nên trong khi chúng ta giúp đỡ người khác trước khi còn chưa được báo đáp thì thân tâm cũng đã rất là quan hỷ rồi rất là sảng khoái ngược lại thì khi chúng ta hại người Mắn người đối phương tuy còn chưa đến báo thù Nhưng khi tâm chúng ta khởi lên việc hại người mắng người Kỳ thật thân tâm của chúng ta đã bị tổn hại rồi Thân thể liền không thể tốt được nữa Lương tri của chúng ta bị mai một từng chút Từng chút một Chính khí của chúng ta Không thể nâng lên Mỗi ngày sự bản thân làm việc sai Bị bại lộ Ngay lúc đó nhất định đã có chỗ hại đối với chính thân tâm của mình rồi ở nhật bản có một vị là tiến sĩ giang bụng thắng ông đã làm một cái thực nghiệm lấy cái gì để làm thực nghiệm lấy nước để làm thực nghiệm khi chúng ta nói lời cảm ơn đối với nước nói lời chúc phúc bất luận là dùng bất kỳ loại ngôn ngữ nào Mẫu nước này mà đặt dưới kính hiển vi mà xem Thì những kết tinh đó sẽ rất là đẹp đẽ Cho nên nước có thể cảm nhận được năng lượng Mà ý niệm của con người truyền ra ngoài Nước có thể tiếp nhận được Đương nhiên là khi nước mà tiếp nhận được Thì cũng có nghĩa là dạng vật Đều có thể tiếp nhận được Cho nên có nhiều người rất giỏi việc trồng hoa Mỗi ngày đều nói chuyện với chúng Đều nói là bằng ra hoa thật sự là rất đẹp bằng nở hoa thật là rất đẹp Thường hay bày tỏ với hoa như vậy Thế là những cây hoa đó Càng lớn càng tươi tốt Cho nên dạng vật Đều có tác động qua lại với chúng ta Vì vậy mà một niệm thiện Một niệm chúc phúc thì được Nước đều kết tinh rất đẹp Bất luận là bạn nói bằng ngôn ngữ gì cũng được Ngược lại nếu như chúng ta dùng ác ý đối với nước bạn mắng chửi nó bạn trách móc nó thì sự kết tinh của nó liền không thể nào đẹp được nữa thậm chí là không có cách nào kết tinh cả và lại dưới kính hiển vi hình dáng của chúng hiện ra trông giống như đứa trẻ lúc bị mắng quyển sách này hiện tại có thể mua được ở bên ngoài tên quyển sách này là nước biết câu trả lời của cuộc sống hoặc là quyển thông điệp của nước có mấy quyển sách như vậy Nó đến cùng một nội dung Cho nên khi chúng ta có một niệm thiện Thì sẽ ảnh hưởng đến nước Có một niệm ác Thì phá hoại đi cả một trạng thái tốt đẹp của nước Vì sao lại nói nước biết câu trả lời của cuộc sống Bởi vì cơ thể chúng ta có từ 68% Đến 70% là gì vậy Chính là nước cho nên khi ý niệm của bạn có thể ảnh hưởng đến nước, ý niệm của bạn nhất định sẽ ảnh hưởng đến ai trước tiên? Ảnh hưởng đến sự kết tinh trên toàn cơ thể của bạn trước tiên. Cho nên khi bạn niệm là thiện thì trạng thái của 70% cơ thể bạn là tốt. Vậy thì sức khỏe của bạn nhất định sẽ như thế nào? Nhất định sẽ tốt. Ý niệm của bạn là một sự chúc phúc là sự cảm ơn, vậy thì cả thân tâm của bạn sẽ ở trong tình trạng vô cùng tốt đẹp vậy thì bạn đương nhiên thân tâm sẽ khỏe mạnh dễ như bạn khởi cái ý niệm đó là không tốt vậy thì 70% phần trăm nước trong cơ thể bạn đều là không tốt lâu ngày dậy tháng các tế bào trong cơ thể bạn như thế nào vậy sẽ biến đổi mà bệnh ung thư chính là sự biến đổi của tế bào trong thực nghiệm của tiến sĩ lôi cũ nam bà nói Đại bộ phận của các chứng bệnh ung thư đó là Do họ trong suốt 10 đến 15 năm cuộc đời Thường hay xảy ra một số việc ức chế Mà bản thân không thể nào chấp nhận được Những việc mang tính khảo nghiệm Tâm trạng của họ bỗng chốc rơi xuống tận đáy Mãi như vậy không có lúc vực trở dậy Tâm trạng không tốt như vậy Kéo dài suốt 10 năm đến 15 năm Thì trạng thái của cả thân thể sẽ nhanh chóng Chuyển biến thành bệnh Chính là sáng sinh ra loại bệnh ung thư Vì thế tâm niệm của con người Mới là cái gốc Của việc khỏe mạnh Khi chúng ta khởi ý niệm Lợi ích cho người Thì bạn đã được lợi ích lớn rồi Không cần đợi người nào đó đền đáp Khi bạn khởi ác niệm Không cần đợi đến khi có ác báo Ngay lúc đó thân tâm bạn Cũng đã bị tổn hại Bởi ý niệm xấu ác đó rồi Khi chúng tôi bàn luận đến đây Có một số trẻ nhỏ nghe xong Chúng cũng rất nhập tâm Bọn trẻ học cái gì cũng rất là chăm chú Có một đứa trẻ sau khi nghe xong quyển sách Nước biết câu trả lời của cuộc sống Khi trở về nhà Nghe bảo mẫu của đó nói Ây da nhìn con thật là đáng ghét quá đi Người bảo mẫu nói đùa gì đó như vậy Thì nó liền ôm chặt lấy thân thể của nó mà nói Vì không nên nói với con như vậy 80% cơ thể của con là nước đã bị gì hại rồi. Hàm lượng nước trong cơ thể trẻ nhỏ thì có đến gần 80%. Cho nên chúng ta nhìn thấy trẻ nhỏ thường hồng hào mũm mỉm có phải không? Bởi vì hàm lượng nước trong cơ thể chúng cao hơn nhiều. Bạn xem khi đứa trẻ nghe thấy, chúng liền học được lời xấu sẽ gây hại đến mình. Bản thân nói lời xấu ác thì ảnh hưởng chính mình lớn nhất. Khi đứa trẻ có ý niệm như vậy. Thì bạn nói chuyện cũng sẽ có tính cảnh giác hơn Bạn vừa xây dựng cái quan niệm chính xác cho chúng Thì chúng sẽ không dễ dàng học sai Các vị bằng hữu không những là chứng thực với nước Ở Hải Khẩu chúng tôi có vị giáo viên đã lấy hai quả táo để làm thực nghiệm Trái thứ nhất để ở cửa trước Bảo bọn trẻ khi đi ngang thì nói với trái táo một câu tốt lành Cửa sau thì để trái còn lại khi đi ngang thì mắng trái táo một câu kết quả sau khi làm được một tuần vị giáo viên ấy đem hai trái táo đến cho tôi xem sau khi đem đến thì tặng cho tôi ăn tôi rất sợ ăn phải trái táo bị mắng đó ăn nó vào thì rất nhiều lời mắng của người ta sẽ bám trên người của tôi hết quả táo được nghe những lời tốt đẹp nó vẫn cứng chắc chứ không bị mềm trái táo bị mắng thì cầm vào thấy nó mềm mà da thì cũng bị nhăn lại Cho nên chân thật là Dạng vật đều có thể cảm nhận được Ý niệm của con người Năng lượng của con người Bất luận là tốt hay là không tốt Đều phân biệt được Ngoài ra cũng có lấy cơm trắng Để làm thực nghiệm Vì này không những là Lấy hai chén Thực nghiệm này vô cùng có ý nghĩa Mà lấy đến ba chén Chén thứ nhất Là cảm ơn nó vì đã nuôi dưỡng thân thể ta cảm thấy nó rất thơm rất ngon tán thán nó chén thứ hai thì mắng nó thật là khó ăn chết đi được chén thứ ba thì mặc kệ nó không nói câu nào cả sau một tuần thì kết quả thấy rất rõ ràng chén thứ nhất đã lên men còn có thể ngửi được mùi vị lên men chén thứ hai thì chuyển thành màu đen Ôi thiêu bốc mùi Chứ thứ ba thì mọi người nghĩ xem nó như thế nào Chén thứ ba thì cũng ôi thiêu bốc mùi Đã vậy còn bị hỏng nặng hơn Cả chén thứ hai Một câu cũng không nói với nó Vì mà còn thiêu hơn cả chén bị mắng Vì sao vậy Chúng ta nói Giữa con người với nhau Đặc biệt là mối quan hệ vợ chồng Đôi lúc bực tức buồn giận thì mắng một chút cây dao ở đầu giường quà nhau ở cuối giường nhưng nếu như là chiến tranh lạnh vậy thì hai người sống không bằng chết mỗi ngày đều căng thẳng chịu đựng đến khi nào vậy đến khi sắp đứt hơi cho nên chiến tranh lạnh đáng sợ hơn chiến tranh nóng sự lạnh nhạt có tính sát thương đối với con người mạnh hơn cho nên có rất nhiều người chồng người vợ đều nói đối phương ghi sự nhưng họ đều mặc kệ đều không quan tâm Kỳ thực như vậy càng làm cho đối phương thấy khó chịu Thái độ của chúng ta là xem thường người khác Cho nên thực nghiệm này cũng đồng thời nói với chúng ta Không nên có lời ác với người Thậm chí là không thể bỏ mặt không quan tâm Kết quả khi tôi nói về câu chuyện này Khi tôi đang lấy thí dụ nói chuyện với bọn trẻ Đúng lúc có một cặp vợ chồng Đưa theo đứa con đến nghe giảng Đứa con ngồi ở chính giữa Người chồng và vợ thì ngồi ở hai bên Khi thí dụ của tôi vừa nói xong Người chồng liền ngã người về phía sau Dùng tay phải của mình Đưa qua Giữa vỗ dai người vợ của anh Tôi đứng phía trước nhìn thấy rất rõ Anh không nói một lời nào Nhưng mà tôi hoàn toàn hiểu được ý của anh trở lại tôi còn lo lắng giùm anh bởi vì anh dỗ dây người vợ Ánh mắt như muốn nói Em xem thầy Thái đang nói em đó Em lúc nào cũng muốn chiến tranh lạnh Kết quả là tôi nhìn thấy ánh mắt cô vợ Nhìn anh Trừng mắt nhìn anh một cái Tôi nhìn thấy sự việc đó thì đành lắc đầu mà thôi Tôi nói người đàn ông thật sự là Không nắm bắt được tình huống rồi Vì sao vậy? Vì anh không hiểu được nguyên nhân Tại vì sao vợ anh cứ hay làm chiến tranh lạnh Vậy bà cứ ở đó thêm dầu vào lửa Có giúp ích gì được cái vấn đề này hay không? Không có ích gì Không có phản tỉnh chính mình Đã vậy ý còn nói với vợ của mình Em xem em đã phạm phải Lỗi mà thầy Thái đang nói đến Khi thật chúng ta phải hiểu Phụ nữ bỏ ra rất nhiều công sức Họ vì sao lại bực tức như vậy? Bởi vì Người ta làm trâu làm ngựa mà, mà một câu khích lệ cũng không có Đã vậy còn ý kiến này nọ Người vợ chưa vỗ bàn đập ghế Là quá nhân từ rồi Mà còn ở đó mà trách móc họ Cho nên người chồng phải hiểu được Phải nhìn thấy sự giấc giả của vợ Tiếp đến là phải cảm ơn Cảm tạ, tán thán Như vậy người vợ mới vui vẻ Mà đi chăm sóc gia đình Cho nên một câu nói tốt đẹp thì làm trâu làm ngựa cũng cam lòng đây chân thật là việc phải nên cảm nhận tâm cảnh của người khác nhiều một chút cảm nhận sự cần thiết của người khác đặc biệt là những người thân yêu nhất của bạn thì càng phải nên cảm nhận chứ không phải là chỉ biết yêu cầu người khác mà không biết kiểm điểm lại mình cho nên chúng ta từ trong thực nghiệm về nước thì cũng rất rõ ràng thấu hiểu được lợi người thì nhất định sẽ lợi mình hại người nhất định sẽ hại mình chúng ta hiểu được đạo lý này rồi thì phải làm cho cuộc đời luôn luôn đi trên con đường lợi người lợi mình vậy thì bạn mới lựa chọn chính xác được thái độ đúng đắn cho cuộc đời của mình được rồi đây là thuộc về phần chúng ta phải thận tư cho nên từ cái chỗ chúng ta hai ngày nay nói về việc thận tư thì đã hiểu được việc khởi tâm động niệm phải thận tư cái ý niệm này không đúng thì phải lập tức chuyển trở lại nếu không thì thân thể của bạn sẽ như thế nào sẽ bị ảnh hưởng các mối quan hệ trong ngũ luân muốn được tốt thì cũng phải thận tư tiếp đến là phán đoán là phân biệt cho nên nuôi dưỡng con cái thì cái gì là quan trọng nhất giáo dục con cái đức hạnh Trồng cho tốt cái gốc đức hạnh Thì bởi khiến cho chúng trong tương lai Có thể đứng vững Bất bại Cho nên đức hạnh Phải thận tư Nghị năng của trẻ nhất định phải chuyên chú Không thể học tạp Phải nhất môn thâm nhập Việc này cần bạn phải thận tư Khi chúng ta khuyên bảo những thân hữu bên cạnh mình Thì chúng ta cũng phải xem xét thời thế Và lúc nào thì nên nói nên dùng thái độ gì để đói bạn cũng phải luôn luôn thận tư bạn không thận tư lúc nào cũng hấp tấp vội vàng thì có thể sẽ làm cho việc tốt thành việc xấu đến lúc nào đó bản thân bạn sẽ rất buồn phiền áo não cho nên chúng tôi có nói đến giáo dục một con người khuyên bảo một con người thì nhất định phải có một cái tiền đề là gì sự tín nhiệm nhất định phải đủ vậy làm thế nào để có được sự tín nhiệm của người khác phải xây dựng mối quan hệ tốt phải biết bỏ công sức thường mời khách tặng quà và còn thường xuyên dùng những lời nói quan tâm thường thường là một số việc lợi ích cho người tự nhiên sẽ nâng cao được sự tín nhiệm cho nên chúng ta phải có năng lực để quan sát nhận biết nhu cầu của người khác để có thể ra sức giúp đỡ họ cho tốt như vậy mới có thể xây dựng được sự tín nhiệm tốt cũng như sẽ dễ dàng hơn đối với việc chỉ bảo họ sau này hoặc là khuyên ngăn họ sau này cho nên muốn làm tốt một việc cũng không phải là một điều đơn giản việc này phải thông qua việc bạn phải thận tư thông qua việc bạn có công phu luôn luôn hiểu được tình đời cuộc đời của một con người phải học đến khi nào vậy sống đến già học đến già học đến già rồi cũng chưa học xong chúng ta nói sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất của đời người cho nên làm thế nào để cuộc sống chính mình được khỏe mạnh ăn uống thế nào để khỏe mạnh thì cũng phải thận tư cho tốt học tập cho tốt bài giảng trong hai ngày qua đều là việc nói rõ tường tận cho nên lúc nào cũng phải có thái độ cẩn thận để đối diện với cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống để suy nghĩ phán đoán một cách chính xác nhất cho nên các vị bằng hữu chúng ta học xong trình tự học tập là bác học thẩm vấn thận tư sau khi học xong rồi thì khi nào dùng đến vậy ngay từ lúc đó đã bắt đầu dùng rồi. Ngay lúc đó phải phân biệt được thầy Thái nó có đúng hay không. Bạn không thể chấp nhận tất cả. Phải đối chiếu xem thầy Thái nói có đúng với Đệ tử Quy hay không, phải y theo kinh điển, không thể y theo người. Là y pháp bất y nhân. Bạn không thể gì rất có duyên với tôi, mà cái gì cũng nghe tôi vẫn là phải đối chiếu kinh điển đối chiếu giáo huấn của khổng phu tử như vậy mới là có lý trí phán đoán cho nên lúc nào cũng phải dùng những giáo huấn của thánh hiền dành cho chúng ta để mà sống để mà xử sự mà giáo huấn của thánh hiền trên thực tế cũng không phải là do một ai đó nói ra tất cả giáo huấn của thánh hiền đều tương ưng với bản tánh thiện lương của mỗi một người chúng ta gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện khi bạn tùy thuận giáo huấn của thánh hiền nhân đến một mức độ nào đó trí huệ bản tánh của bạn khai mở rồi đến cuối cùng bạn chính là thuận theo tánh đức của chính mình bổn tánh thiện lương của chính mình để mà xử sự làm người vậy thì niềm vui ấy sẽ vô cùng chúng ta hãy xem bước thứ tư trong việc cầu học vấn đó là phải minh biện kỳ thực trong việc thận tư thì đã bao gồm việc ngay lúc đó đang suy nghĩ phán đoán biện biệt biện biệt nghĩa là gì thế nào gọi là minh biện chúng ta học tập giáo huấn của thánh hiền quan trọng nhất là phải khiến cho bản thân trở thành một người thiện lương trở thành một người có thể lợi ích cho người khác các vị bằng hữu thế nào là thiện Việc này cần chúng ta phải phân biệt được Nếu không thì có thể sẽ thiện ác Bất phân Khi chúng ta thiện ác không phân rõ Rất nhiều cảnh giới vừa đến Thì bạn có thể sẽ làm đường Lạc lối Cho nên hiện tại rất nhiều phụ huynh Đều sợ con cái gì sao bị bắt đi con đường xấu Ngày ngày Phiền não Thì các tế bào bị ảnh hưởng Tế bào bị thay đổi Sức khỏe sẽ kém đi Cho nên việc xây dựng nền tảng Năng lực phán đoán thiện ác cho trẻ Thì mới đảm bảo Cho chúng cả đời có thể được thông thuận Không đến nỗi bị người khác vẫn làm được Cho nên phải nhanh chóng xây dựng trở lại Năng lực phán đoán Phân biệt thiện ác Cái gì bằng hữu Con cái các vị Đã được xây dựng hay chưa Bản thân các vị đã xây dựng hay chưa Mọi người thật là khiêm tốn Đều lắc đầu Chúng ta hãy xem một chút Thế nào là thiện Các vị bằng hữu Đánh người mắng người là thiện có phải không Không phải Vì đối với người cúi đầu 90 độ Có lúc còn chào đến 120 độ Như vậy thì có phải là thiện hay không Mọi người đều rất sợ trả lời vấn đề của tôi Thiện có tiêu chuẩn Đệ tứ quy Là một tiêu chuẩn vô cùng tốt Và còn có một phán đoán khác Cũng rất căn bản Phán đoán từ việc gì vậy Từ việc họ làm việc này Với cái tâm như thế nào Đây là phán đoán căn bản nhất Về thiện Cho nên thiện là phán đoán Từ chỗ nào Từ cái tâm Từ đó có thể phán đoán được là chân thiện Hay là giả thiện con người này đối với người khác Rất là cung kính Nhìn thấy ai cũng hết mực cung kính Nhưng mà người đó Chỉ hết mực cung kính đối với cấp trên Còn đối với cấp dưới Thì người đó thật là không cách sáo Cho nên bạn nhìn người Thì không thể chỉ nhìn một điểm Vì phải xem gì Phải xem một đoạn dài Xem mặt xem họ có thật sự là Có chân tâm đối với bất kỳ ai hay không Giả như người đó chỉ đối với cấp trên Vậy thì cái cúi đầu đó là mục đích Là vừa giảm người Có quyền thế Vì sự thăng chức của bản thân Cho nên nếu có cái tâm Muốn lợi ích chính mình Là tự tư tự lợi Từ đó Mặc dù là cúi đầu 90 độ Nhưng cũng là giả Cũng là ác Giả như người này Đánh người mắng người Hầu hết mọi người Đều nghĩ họ là người không tốt Nhưng mà chúng ta hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ thử xem Họ có thể dùng một cái tác đó Mà làm thức tỉnh người khác Lúc này mà bạn không đánh thì cũng không đúng Đệ tử Quy nói Cùng khuyên thiện Cùng lập đức Lỗi không ngăn Đôi bên sai Khi bạn bè người thân phạm sai lầm Bạn không khuyên nhủ họ thì họ sai thì bạn cũng sai chúng ta không có tận hết bổn phận cho nên luân trong bạn bè trong ngũ luân tôi đã từng nêu ra một thí dụ là một người bạn của tôi anh ba mươi mấy năm rồi lần đầu tiên ngày sinh nhật bị mắng cho nửa tiếng đồng hồ mà sau khi bị mắng một ngày thì anh đã gọi điện cho tôi anh nói anh ba mươi mấy năm nay nhận được món quà tốt nhất chính là việc tôi hôm qua đã bắn anh ấy và cũng từ trong thí dụ này mà thể hội được phúc phần của một con người là ở đâu phúc là ở việc chịu nhận lời can gián ở chỗ có thể tiếp nhận sự khuyên can của người khác người này là có đại phước tâm lượng lớn có thể khoan dung người đó có thể tránh khỏi biết bao nguy hiểm của cuộc đời con người bởi vì người đó có thể tiếp nhận nhiều lời khuyên can bởi vì chúng ta biết người bạn này rất tín nhiệm đối với ta cho nên vào lúc này giống như bạn phải dùng một roi đánh tỉnh người đó lại khi bạn biết suy nghĩ cho đối phương cái tâm này là thiện chúng ta xem sự việc nào cũng phải nhìn từ gốc rễ mà căn bản nằm ở đâu nằm ở chỗ chủ tâm của bạn tất cả hành vi đều là từ đâu mà ra hành vi là sự phản ánh của tâm lời nói hành động của chúng ta đều là từ tâm mà ra tâm và hành là không thể phân chia cho nên khi đi tâm của chúng ta là vì người khác mà suy nghĩ thì hành vi biểu hiện ra lời nói hành vi đều là lợi ích người khác cho nên tâm hành nhất như muốn nâng cao đạo đức học vấn cho một đứa trẻ thì phải bắt đầu từ đâu từ chỗ chủ tâm của nó mà bắt đầu gọn gàng dứt khoát cho nên nhất chân thì nhất thiết chân xin hỏi các vị bằng hữu nhất có nghĩa là gì có nghĩa là gì vậy trình độ của các vị quá cao rồi tôi giảng thường cho đoán câu đố mọi người đều đoán không ra nổi, còn các vị thì một câu đã đoán ra được rồi. Nhất ở đây là gì? Tâm chân. Vậy nhất thiết là gì? Là hành vi. Xin cho gì này một tràng pháo tay đi ạ. À? Tâm chân rồi. Tất cả hành vi đều là chân rồi. Tâm không chân thì tất cả hành vi đều là giả. Tâm không chân thì tất cả hành vi là giả Bạn đừng làm tưởng đứa trẻ đó Một cung hai kính cúi đầu chào bạn Có thể khi bạn quay đi thì nó lại biểu môi hất hàm với bạn Cho nên con người phải nắm được cái gốc rễ Phải nắm được thứ chân thật đó là tại tâm Khi một đứa trẻ có tâm hiếu Hết thảy hành vi của nó đều là hiếu thuận Là chân tâm sau khi một đứa trẻ có tâm cung kính thì tất cả hành vi của nó đều cung kính cho nên các vị bằng hữu không nên xem thường những lễ nghi đó không nên xem thường những hành động lễ phép dù nhỏ nhặt đối với người lớn đều là từ ngoài mà nội hóa vào trong thành thái độ nội tâm của chúng cho nên sau khi chúng nội hóa rồi lời nói hành vi hết thảy đều không tách rời tâm cung kính Chúng ta hãy xem thử Nhất chân, nhất thiết chân Cho nên khi tâm của bạn là chân chánh, chân thành Kỳ thực tất cả bạn bè đối với bạn đều là chân thành Cuộc đời bạn đối diện với bất kỳ một người nào Bất kỳ một sự việc nào Kỳ thực đều là một tấm gương phản chiếu với bạn Khi bạn tốt với họ Thì phản chiếu lại là họ tốt với bạn khi bạn không tốt với họ thì phản chiếu lại là không tốt với bạn cho nên cuộc đời cũng giống như một tấm gương soi khi chúng ta soi gương lúc nào cũng tươi cười có nghĩa là tâm của bạn luôn luôn quan tâm người khác cung kính đối với người khác cho nên chúng ta là người học tập học vấn thánh hiền trong đầu sẽ không thể nghĩ ra được một ai mà cảm thấy không vừa mắt không nghĩ ra một ai mà có sự trở ngại với ta Mỗi ngày suy nghĩ đều là Mọi người quan tâm, chăm sóc ta Chúng ta phải mau mau nâng cao chính mình Để xứng đáng với sự công nhận của mọi người Cho nên khi cuộc đời chúng ta Tấm gương soi nhìn thấy Có 50 người cười với ta Bên này thì phản chiếu ra là 50 người khóc với ta Rất hung hăng với ta đi xin hỏi 50 người tươi cười này là thật hay là giả? thật hay là giả? Nhất chân, nhất thiết chân. Một người thật sự có thể khoan dung người khác tuyệt đối không phải 50% khoan dung, còn 50% kia là không khoan dung. Đó là tự gạt mình, gạt người. Học vấn của chúng ta vẫn chưa thật sự hướng về giáo huấn của thánh hiền. Vì tại vì sao năm phần trăm là tươi cười? Bởi vì họ nghe lời của bạn, bởi vì bạn nói thế nào? thì họ làm như thế đó bởi vì họ thuận theo bạn nên bạn liền tươi cười với họ họ không thuận theo ý bạn cho nên bạn không tươi cười với họ thế thì vẫn là dùng yêu ghét dùng yêu ghét đối với người tâm yêu ghét là giả không phải là chân cho nên Dùng tâm yêu ghét Cho dù những người này đối với chúng ta là tươi cười Và một ngày khác Trong quá trình sống xảy ra một việc độc chạm Vẻ mặt tươi cười lập tức biến thành gì? Vì vậy đạo đức học vấn của một người Là luôn luôn đề khởi được tâm cung kính Đề khởi được sự khoan dung Đó mới gọi là học vấn chân thật Cho nên người cầu học vấn Người quý ở chỗ tự biết mình không thể lừa mình, dối người Chúng ta tuy là có cơ hội nhân duyên Như được giáo huấn thánh hiền Cái trong đời này phải nên Thành tựu đạo nghiệp của chính mình Nếu không thì quá đáng tiếc Mà khi bạn có phần quyết tâm này Để cầu học vấn Vậy thì người nhà của bạn Người thân của bạn tuyệt đối là Sẽ bị bạn làm cho cảm động Chân thành Những người ở xung quanh chúng ta sự biến hóa thay đổi nhanh hay chậm là do ai quyết định? Do tự mình quyết định. Cho nên thiện phải xem từ gốc rễ, chính là cái tâm dùng để phân biệt chân giả. Mà thiện thì chúng ta cũng phải xem đến việc họ sau khi làm những động tác này thì có ảnh hưởng lâu dài gì sao? cho nên người xưa phán đoán sự việc thì nhìn rất là sâu xa giá như hiện tại ta làm dường như là có chỗ tốt cho người lúc này nhưng có thể sẽ có hại cho người mấy trăm năm sau thì họ có làm hay không họ không làm cho nên bạn xem người xưa chúng ta phúc hậu đến chừng nào người xưa nghĩ đến là những hành vi này vì sao xảy ra vấn đề xấu gì vấn đề xấu ở đây chính là tính ảnh hưởng sự việc này có tính ảnh hưởng đối với đời sau bao nhiêu họ có thể nhìn được mấy trăm năm nhìn được mấy nghìn năm khổng phu tử nhìn được mấy trăm năm y theo đạo đức học vấn của Khổng Phu Tử và cả tình trạng học trò của ngài. Khi đó Phu Tử lấy lại chính quyền của một đất nước loạn lạc nhất thì có vấn đề gì hay không? Có lẽ tuyệt đối là không có vấn đề gì. Giả lại sau khi nắm được chính quyền rồi thì việc cai trị có tốt hay không? Có thể lắm chứ. Nhưng mà việc này chỉ có thể ảnh hưởng tới giới đất nước hiện tại lúc đó, không thể nào kéo dài đời đời kiếp kiếp được. Bởi vì nếu như phu tử Ổn định chính biến trở lại Các người vì sao sẽ đều đói phu tử Muốn lật đổ chính quyền Thì lật đổ chính quyền Đến lúc đó hành vi này ảnh hưởng đời sau Thì tốt hay là không tốt Chỗ hại quá lớn rồi Cho nên phu tử nhìn thấy đủ xa Tuyệt đối không gì tài nghệ nhất thời Đây chỉ là một chút tốt đẹp trước mắt mà thôi Cho nên chúng ta nói Người đọc sách nhìn thiện không chỉ nhìn cái tâm mà còn phải nhìn ra được cái xấu cho đời sau lớn bao nhiêu vì vậy chúng ta dạy dỗ con cái trước mắt thì chúng có thể tiếp nhận bạn nói đều thuận theo nhưng dường như xem ra cũng có chút gì đó trở ngại nhưng mà hành vi sai lầm mà bạn vẫn thuận theo họ Đến sau cùng sẽ như thế nào Sẽ hại họ đến mấy mươi năm Cho nên tục ngữ nói Từ bi đa quả hại Phương tiện Xuất hạ lưu Vì sao mà từ bi và phương tiện lại có vấn đề Bởi vì không có trí huệ để phán đoán Cho nên người ta nhân cơ hội bạn khoan dung Để làm sằng bậy một số việc vì thế mà người khoan dung Cần phải có trí huệ Dù là người khoan dung thì ánh mắt của bạn Cũng phải nói với họ Bạn làm cái gì thì tôi cũng đều biết Bạn không nên làm sằng bậy Cho nên điều này chính là Quay việc biểu lộ ra sự khoan dung Bạn cũng phải truyền đạt để cho họ biết Bạn mà làm tốt Tôi ủng hộ bạn Bạn làm không tốt Tôi không nói bạn Nhưng mà nếu như bạn vẫn không biết sửa đổi thì tôi nhất định sẽ đưa ra biện pháp cứng rắn vì sao vậy biện pháp cứng rắn là từ bi ngoài mặt biện pháp cứng rắn là khiến cho một người phải thôi việc trên thực tế đó là suy nghĩ gì đại cục cả công ty có thể vì một người hay làm việc thị vi mà từ đó bỏ người hay không vì bạn tha thứ cho người đó thì chính là quỷ hoại cả đoàn thể đó không phải là hành vi lý trí cho nên tục ngữ đói không thể để một con sâu làm rầu nồi canh cho nên vào lúc này bạn phải vì đại cục mà nghĩ đành phải loại trừ họ đương nhiên khi chúng ta từ bỏ họ thì nhất định phải cho họ cơ hội để sửa đổi khi họ không biết sửa đổi trở lại thì lúc đó chúng ta mới đưa ra chính sách cứng rắn nhưng mà biện pháp này đưa ra thì có phải là hại họ hay không không phải đối với họ vẫn là từ bi Thế gian cứ hai nghĩ là Đối với tôi tốt thì đối với anh là Không tốt thì thực là Phải xem bạn chú tâm của bạn là chánh Thì đối với ai cũng đều tốt Đây gọi là sự sự vô ngại Đây là chúng ta không có duyên dung Đối với đạo lý Cho nên thường hay làm việc này Thì phiền não chuyện này Phiền não chuyện kia Bạn loại trừ họ ra Để cho họ không tạo sai lầm thêm nữa Đó là cho họ sự tự bi bạn không từ bỏ họ thì sẽ hại đến cả công ty vì sao họ tổn phước thì thật là quá lớn rồi cuộc đời của họ có thể đến đây đã bị hủy hoại rồi cho nên sau khi bạn từ bỏ họ bạn khiến cho họ không thể tiếp tục phá hoại cả đại cục nhưng mà sau cùng chúng ta vẫn xem họ là bạn thỉnh thoảng mua ít trái cây đi thăm họ bởi vì người mắc sai lầm có biết mình mắc sai lầm hay không họ vẫn biết là chính mình đã sai chỉ cần bạn hành sự chân thật là đại công vô tư để đến khi tâm tư của họ bình trở lại thì họ sẽ biết được ai mới là người thật sự vì họ vì vậy mà chú lư vẫn rất kính trọng đối với những viên chức mà ông đã từ bỏ đương nhiên trước khi đưa ra quyết định từ bỏ thì cũng đã cho họ rất nhiều sự khoan dung rất nhiều sự quan tâm bạn không thể lúc bình thường nhìn họ không vừa ý sau đó thì đuổi họ đó nhất định là do sự thù hận của bạn cho nên thông hiểu được tình người thì đều là văn chương chúng ta phải nên suy nghĩ đến vấn đề ảnh hưởng xấu Phu tử vô cùng Có trí huệ Nghe đều có thể quan sát thấy được những Tính ảnh hưởng này Có một lần tự cống Đi đến một đất nước khác Làm ăn Nước lỗ có một quy định đó là Chỉ cần bạn Ở đất nước khác Nhìn thấy có người nước lỗ Bị bán làm nô tỳ Bị bán đi Làm lao dịch bạn có thể đem tiền chuột họ lại Thí dụ như bạn dùng một lượng để chuột người ta Thì quốc gia sẽ trả lại cho bạn một lượng Khích lệ đầy chúng Yêu thương người trong nước của mình Chủ động giải cứu người nước mình Cái gì bạn hữu hoạt động này có tốt hay không? Vô cùng tốt Khiến cho người ta lúc nào Cũng có thể nghĩ đến người của đất nước mình kết quả là tự cống sau khi đi qua và chuột người về bởi vì ông là thương nhân lớn không thiếu gì tiền thế là ông nói với đơn vị chính phủ thời đó là không cần đâu tôi không lấy tiền những người bên cạnh vừa nghe thì nghĩ người này thật thanh cao ngay cả tiền chuột cũng không lấy mọi người đều cổ vũ tán thán thật là không đơn giản kết quả sau khi tự cống đến bên cạnh phu tử, phu tử đã mắng ông. Con đã làm sai rồi. Bạn xem cách nhìn của phu tử không giống như mọi người, cho nên cách nhìn chung của nhiều người có phải là đã chính xác hay chưa? Hiện tại nói thời đại dân chủ, vơ tay biểu quyết như người biểu quyết thì chính là đúng. Kỳ thật điều đó rất nguy hiểm, bởi vì khi con người không lý trí Lại bị một số chính khách Dùng một số hình thái ý thức bắt đầu Khiến cho bạn làm việc Theo cảm tính như thì xong rồi Nhân dân sẽ bị những chính khách này trù tính Khơi gợi ra rất nhiều tư tưởng sai lầm Kết quả rất nhiều quyền lực của đất nước Đều bị những người có mục đích này Đã nắm giữ Cho nên muốn nhân dân làm dân chủ có một cái căn cơ rất quan trọng Chính là trình độ của người dân Phải đạt đến một mức độ nào đó Năng lực phán đoán năng lực phân biệt Đúng sai của họ Nhất định phải có trình độ nhất định Mà người có trình độ này phải nhiều hơn một nửa Như vậy thì mới có thể dùng đến Dân chủ được Cho nên chế độ Không có tốt xấu Phải xem đến tố chất Của cả nhân dân thì mới được Nếu không thì Dù bạn có ý tốt nhưng mà lại khiến cho xã hội như thế nào Bị quỷ hoại mất Cho nên việc này Phải có trí huệ phán đoán thì mới được Phương tử có trí huệ Cho nên Ngài đã nói với tự cống Ngài nói Con chục người về mà không lấy tiền Dường như là rất thanh cao Còn đối với tiền đều có thể buông bỏ được Nhưng mà con có nghĩ đến việc Người dân nước lỗ Đại đa số đều là người nghèo khi họ đi ra nơi khác đúng lúc gặp được người nước bình bị làm nô lệ trong tâm họ suy nghĩ ta nên cứu người này nhưng đột nhiên nghĩ đến tự cống người ta chuột người về mà không lấy tiền mình mà lấy thì dường như không thanh liêm bằng người ta nhưng mà nếu mình trở về lại không lấy tiền chuột gì thì tháng sau chắc không có cơm để ăn rồi chỉ cần do dự như vậy thôi thì tâm muốn cứu người đó của họ sẽ bị ảnh hưởng không cần nói gì nhiều Trong số 100 người chỉ cần có một người bị lung lai như vậy Mà không đi cứu người Thì có thể có một người không thể được cứu về Cái gì bằng hữu Nếu một người dân trong nước không được cứu về Có thể là một người cha trong một gia đình không trở về Vì vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh Của một gia đình cho nên phu tử nhìn cao trông rộng hành động này của tử cống trước mắt thì thấy là việc tốt nhưng mà lâu xa mà nhìn thì thật sự là bất lợi cho đất nước cho nên làm việc thì không phải bạn muốn làm sao thì làm mà bạn phải có thể quan sát được cả một phạm vi rồi mới làm một thí dụ khác là Tử Lộ, Tử Lộ đi ngang qua một nơi nọ, đúng lúc nhìn thấy có một người sắp bị chết đuối. Tử Lộ không nói lời nào, ông rất khỏe, liền nhảy xuống nước, lập tức cứu người sắp chết đuối đó lên. Đương nhiên cái gì bằng hữu muốn cứu người chết đuối, không thể lập tức cứu mà phải đợi họ uống nước sắp đuối rồi mới cứu. Bạn nói như vậy thì quá tàn nhẫn rồi phải không? Không tàn nhẫn chút nào bởi vì người sắp chết đuối thì sức lực của họ hoài tầm kiểm soát họ mà nắm được cái gì thì sẽ nhấn chìm cái đó lúc đó bạn cứu họ thì sẽ bị họ nhấn xuống cho nên cứu người vẫn phải dùng lý trí mà phán đoán đợi họ uống nước và sắp ngất rồi thì thân thể của họ sẽ buông lỏng hơn lúc này bạn lập tức đến cứu họ lên cho nên cứu người cần phải xem tình hình sau khi ông cứu người lên bờ khi người này hồi tỉnh trở lại rất cảm ơn ông đã cứu mạng người này có thể nghĩ là mình mà chết đuối thì cha mẹ mình phải làm thế nào vợ con mình phải làm sao cho nên rất là vui mừng liền đem con trâu tặng cho tử lộ tử lộ nhìn thấy người đó chân thành như vậy nên liền nhận lấy con trâu và dắt về người thế gian nhìn thấy thì nói tử lộ giúp người ta mà còn lấy đồ trả ơn hình như là không được thanh liêm như tử cống nhưng mà sau khi tử lộ dắt trâu về thì tin tức này truyền đến tay phu tử phu tử đã khen ngợi tử lộ nghe nói từ đã vì sao những việc mà người dân nước lỗ dũng cảm cứu người sẽ càng ngày càng nhiều gọi là ác có ác báo thiện có thiện báo tiếp nhận một sự cảm ơn chí thành của người khác như vậy thì có thể khơi dậy nếp sống giúp người cứu người trong xã hội cho nên thánh hiền nhân suy nghĩ đến là những hành động có tính ảnh hưởng lâu dài họ đều có thể quan sát được cho nên hiện tại chúng ta cũng phải quan sát cho được chúng ta sau khi làm ra thì rốt cuộc có ảnh hưởng gì đối với chính mình rốt cuộc thì có ảnh hưởng gì đến người trong gia đình thậm chí là rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến xã hội các vị bằng hữu các vị không nên nói xã hội thì làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy xã hội là do mỗi con người chúng ta hợp lại mà thành khi một người dứt rác thì tất cả người khác Đều nghĩ dứt rất là chuyện bình thường Khi một người lượm rác Thì thức tỉnh mỗi một người Đều không thể phá hoại môi trường Cho nên quốc gia hương vong Người người đều có trách nhiệm Chúng ta phải quan sát cho được Tính ảnh hưởng này Mỗi một người đều có thể bị ảnh hưởng Được rồi, tiết học hôm nay chỉ đến đây thôi Xin cảm ơn mọi người